Được, chúng ta cùng đến với trận thiếu bản lề trong trận đấu thứ tư nào. Vâng. Thôi chịu anh thôi, rồi để anh để con chim cò đó nó sống rồi cứ đi làm cái gì khổ ra. Ôi trời ơi. Nào, chúng ta cũng đến nào. Cái móng này tưởng là Seng. Bên kia Seng AC, à AC cho Son ạ. Seng Han cho Son. Khó chịu thật. Đây một quả của những thủ hoàng bao nhiêu đây rồi. Vẫn đang rất đỏ dành cho game thủ nó một trong cái trận đấu thứ tư này. Cố gắng nào. Ừ, chào anh Trần Hòa nhé, chào tất cả anh em. Ừ, chào anh Trần Hòa. Quần lại khê cho chúng ta rồi anh em ạ. Ừ, chào anh Hùng Bin này, chào chào nhiều lần anh Hùng Bin lắm rồi đấy. Rất là đỏ luôn. Nếu mà cảm giác mà anh em nếu mà solo ngoài quán gặp quen quen người là em cũng cầm cái bàn phím sách ra bên kia rồi đấy. Đây vòi 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 có vòi dành cho game thủ hàng mới nhỉ. Ý chà chà, cần bài đẹp thôi. Bài đẹp hỏng chết luôn này gì bên kia. Cho họ hiểu. Khó chịu cái vẫn xấu thật. Và những cái cây của game thủ hàng mới nhỉ trong trận thiếu này thì hơi xa nhà chính của mình. Sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu lực để thiết kế cho mình chiếc BS đầu tiên. Vâng, chào anh Lê Văn Đạt này. Vâng, anh chỉ cần đổi từ một tít chút nữa thôi là Lê Văn Luyện là em thấy kinh hoàng luôn. Nếu mà đánh 4-4 thì anh em cài luôn map, đi map đánh cho dễ. Không cần phải lên 4 làm cái gì cả anh em ạ. Solo đùm là vậy mà. Đỏ ăn tất thôi. Đầu chúng ta đã nói đến rồi. Không thể khác hơn được. Đúng rồi, trận thiếu này chỉ có cho Son hóa IA mới có kèo thi đấu IA cho Son thôi. Nếu mà trận thiếu này cầm IA thì cũng phải cân hơn. Nhưng mà đây còn cho Son. Vâng, nhà của game thủ No 1 trận thiếu này ở góc. Đã thấy nhà của No 1 rồi, ở góc 8 giờ. Và dò thấy luôn cái mỏ quà của phụ của game thủ No 1 cơ. Vẫn đang thiếu một đồ, vẫn đang thiếu đồ dành cho game thủ Hoàng Minh trong trận thiếu này. Vâng, chúng ta cùng cố gắng vượt qua cái trận thiếu này thì anh Thành Đông Đố sẽ gửi tặng game thủ Hoàng Minh 2 vạn sao. 2 vạn sao. 2 vạn sao. Em nói đùa thôi, 200 sao. Vẫn chúng ta quá xấu trong những cái trận thiếu này. Đây 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 đây, mày quá né được con sư tử này, không biết con sư tử, con dân này có sống không. Rồi mày quá, còn một ít, trời ơi. Cái cách của cái thủ hoàng mà nhi là khi thường bị con sư tử vồ trước thì em học được thì anh em giật con dân lại một chút và phi nó. Giật con dân lại và phi nó anh em ạ. Hoàng Minh Nhi thường thế. Thường là game thủ Hoàng Minh Nhi thường làm vậy. Anh em có thể học theo để tránh những con dân sẽ bị chết. Thường những con dân bị cắn trước thì anh Hoàng Minh Nhi thường giật con dân vào một tơn và chúng ta phi tiếp. Vậy là con dân sẽ sống. Nó đỏ ăn tất thôi anh em ạ. Không có gì bị bợm đây cả. Nhà của game thủ No 1 trận đấu này cũng rất gần nhà chúng ta thôi. Nhà góc 8-9 giờ trận đấu này.
tiếp tục là đang cắt những con nông dân ra để thiết kế cho một chiếc BS và cũng như là xả thịt cái bầy yêu này, của bầy yêu 5 con thôi. Vì thật chuẩn, đừng để nó nhảy ra con sư tử kia, không thì nó sẽ vồ mất. Bài phải đẹp cơ. Đúng rồi, phi trượt phát đầu thì anh em trượt lại à, đúng rồi. Một bài mà ép đây, đây. Chúng ta sẽ cắt con nông dân lên đây cũng như dâng L lên đây luôn dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Một bài mà bên kia họ là một bài Bắc Binh. Hai người lên đời là bằng khít nhau trong trận đấu này, nhưng mà lên đời 3 thì có lẽ chúng ta, khi mà chúng ta thực hơi gói, không biết là chúng ta có lên đời ngang với game thủ nô 1 bên kia không. Cùng xem nô 1 bên kia đánh cái bài gì nào. Đánh 2L luôn dành cho game thủ Hoàng Mỹ Nhi trận đấu này. Chúng ta đánh châu thôi. Bên kia vâng, họ ăn sạch hết cái mỏ quả phụ này và đem những con nông dân về với nhà chính của mình rồi. Ồ, có gì ở nhà chúng ta kìa. Con tê hay cái gì đây, hay con giò đây. Con xé giò. Đấy, đây, đây, có thêm một bầy gâu dành cho game thủ Hoàng Mỹ Nhi. Cạnh nhà chính họ là có hai con voi luôn, hai sát voi đánh cùng trận đấu này. Cái bài của họ vâng chưa lên đời nhưng mà bên kia họ đánh cùng thủ phù. Cùng xem trận đấu này nào, mong là chúng ta sẽ đỏ chém chết ra bên kia được. Bắt đầu lên đời sau đây thì game thủ đồng một chắc chắn sẽ bo nhà mình lại và thiết kế cho mình chiếc nhà BP. Đánh cùng thủ phù anh em ạ, à. Bên kia đánh cùng thủ phù chơi rất các cốp dành cho game thủ đồng một luôn. Đang muốn bò nhà lại, họ bò nhà bằng trận đấu này, họ bò nhà bằng những chiếc ruộng thôi. Đang muốn vẩy e dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Vào. Không đi những cái ruộng này thôi. Làm lại là 28, cố gắng nào. Muốn nâng luôn cái bánh xe dành cho mình. Bên kia họ đã thiết kế cho mình luôn một chiếc nhà VP ở bên trong nhà và họ cũng khung được lại nhà cho mình. Game thủ Hoàng Mai Nhi muốn tụ và muốn xô vào một tơn cũng như là nâng bánh xe. Anh cũng cầm nông dân lên vụt luôn không. Vâng, bắt đầu có tơn thu lời đầu tiên dành cho game thủ nô 1 trong trận đấu này. Vẫn chưa thấy họ có con phù ra này. Có vào được không, có vào được không. Đồng bên kia họ đang sửa trận lực thôi. Sửa trận lực tơn thiếu này. Đồng bên kia họ đã phù được một con chém của chúng ta. Vẫn đang chém rất là cắt vào đây dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Có một con nhà của chúng ta có khách bởi một con cung L cũng như là một con một con L và game thủ Hoàng Mai Nhi vụt luôn. Sau đây có lẽ là game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ cầm những con nông dân này. Đang muốn nâng cho mình chém 4 và đem những con nông dân lên vụt luôn trận đấu này. Tích đá, cẩn thận nào, không cẩn thận đấy. Một con cung L thôi, có giáp 2 dành cho game thủ nô 1. Cố lên nào. Đang tích tham lai là 32. Đang muốn vụt đơn tới thiếu này. Chúng ta vẫn đang đợi lên cái chém 4 thôi. Và game thủ Hoàng Mai Nhi đang muốn tích những con nông dân này và lên ăn thua luôn một trận thiếu này. Bây giờ là một tấn công rất quan trọng anh em ơi. Rồi bên này họ thủ được. Họ đang tụ được một tầm 5 con cung L Acidian. Nào lên Quẩy lên. Quẩy trận thiếu này. Rồi bên kia họ đang tích được khoảng nào. Vâng, họ tích được cung L rồi. Chịu ông này thật.
Đã có chém 4 dành cho mình. Bắt đầu có những con phù vẫy ra bên trong, một con phù, hai con phù dành cho nguyên thủ nâu một của chiếu này. Vẫn đang rất cố gắng, chúng ta có chém 4, chém 4 trong chiếu này. Nếu mà họ vẫn đang có phù, 4 con phù. Khó rồi, khó. Khó mà đánh được cái chiếu này. Thì mà bên kia họ khung nhà cũng rất nhanh, lên đời cũng không muộn hơn chúng ta. Bên ngoài họ có dân ăn hoang. Đừng đánh chay cùng lờ thì chúng ta vẫn có cửa, nhưng mà bên kia họ thủ phù thì khó.